đời chân thì mở mang nam hải đức ông đệ tam đi dòng soi kim truyền giang ma chi kỳ bao phen đi xa xa đi mà đi đi chi đã thành nghi phạm hải mi phải đi phạm sâm mơ dưới thuyền đi thì bộ đua nhau nhau bốn năm lưng ngang lở núi lắc đầu đầu mì nghi khăn đi sông sông mơ nghi Thank you.
quang dòng nhãn thật cờ dèo quang miếng xíu từ trung ngã tích tăng cung vàng kim kim hoàng thần thánh chúa tiên trung vương.
Xin phan các quan lớn về, xin phan các quan đi tặng văn hữu bọ. Vương ban đáng đại lệnh xin phan võ hai hàng nghìn. Có lệnh xin ra đức thanh đồng, có lệnh xin ra các quan thủy bộ. Cùng là sư dinh vô minh, đa phạm tam thành nghìn. Sông tạt nì chỉ nuôi nuôi tạt nì. Một là căn số, hai là sở sinh, ba là số hệ tiên đình đình nì. Sau là chu trong hết và tinh phép này đi xa trầm thế biết tay. Trầm thế biết tay đi xa, trầm thế biết tay ngự lên đông tử. Cứu người trần gian, cứu đông lơ đấy đình an nhiên. Lộc lộc ban tài đồ lòng chi cuối lộc lộc thời để đã được bốn mùa xuân hạ tai quá.
tay ngân có sư thần phù, tay ngân có sư y ba ngàn tay ngân, xin trăm đạo phù nguyên xưa đức tổ ban xuyên, chỉ sông sông tan đi chỉ nuôi nuôi tan đi. Bộ binh thì tả sai binh, bộ binh thì cứu cơ binh thì xa đi ngầm ngầm thờ và khai chân trung tâm lối công luôn trên nhờ vợ thanh dưới đèn trung trung phúc phúc lộc lòng đè sang ông ra tay tiếp lộc ban tài. Quân kéo đi đường đường xin xin câu đội nào nghiêm nghiêm chỉnh trước sau dưới thuyền thủy bộ đua nhau nhau nghi. Có lệnh xuyên ra đức thanh đồng, có lệnh xuyên ra các quan văn võ cùng cùng là sư dinh ngô minh tam phạm nam thành nghề. Việt Nam đời Trần thì lịch đình lịch đình đế vương nghi kế thế chỉ bình bình thiên ngâm dược nghi tức mạc địa linh sơn hà dùng tu sung sung linh linh tham tham kỳ sân loa đồng đồng nghi mồ đức đức nghi nghi tình tình nghi quân tưởng tưởng ngơ ngơ sang sang nghi ai đại nghi liều quan hoàng thiên tính tính mạnh mạnh nghi lang lang bang tạo nghi phúc phúc
sai chiến nhạc ngà bút phê sai tạm phiền sư tướng đáo lang đủ gì tỏ sai binh bù binh thủy Diệp danh danh cô nhất kim chi Ngọc Diệp danh danh nghi Thái sư nhất Phật Sơn Tăng Gia Nghi Rồi cũng tên gọi Đại Hoàng Vương Vô Đôi Tên gọi Đại Hoàng Nghi Công minh chính trực chính Quyền hành nghi trong tay Thơm ngát một nhà Lan Thánh Gia Nghi Rồi cũng vừa xuất phẩm trong